VinFast mà ra chương trình bán xe này nhá, anh em nào đang chạy taxi là phải đổi sang xe điện chứ không là không thể tồn tại được luôn. Đấy. Lý do gì mà anh lại mua chiếc xe này để làm chiếc xe chạy dịch vụ cho anh? Vì là cái xe điện mình có trải nghiệm mấy tháng lái cho Xanh thì thấy nó khá chi là thích. À, có nghĩa là anh là taxi ngày trước anh lái cho Xanh SM. Đúng rồi, mình lái cho Xanh được 3 tháng. 3 tháng. Và cũng có ý định mua xe điện lâu rồi. Đợt này thì Xanh cũng nhiều chương trình tốt nữa. Đó là chương trình gì anh? Lãi suất bên Xanh hỗ trợ là rất chi là tốt, khoảng 5% cho 25 đầu. 8% cho 3 năm tiếp theo. Coi như là gần như là nếu mà 10 năm đúng không? 10 năm mắc nhất trung bình chung là chỉ 6%. 6% tiền vay xe. Mình nghĩ chắc 5 năm là hợp lý nhất, vay tầm 5 năm thôi. Tính ra nó cũng ít thôi, không nhiều. Ok anh. Thế thì ngoài chương trình đấy có cái điều gì mà làm cho anh quyết định mua chiếc xe này? Thì đợt này Vin lại ra thêm một chương trình là miễn phí sạc cho các chủ xe VinFast nữa. Đâm ra là nếu như các bác tài chạy taxi gần như là không mất gì luôn. Không mất gì luôn. Và tất nhiên là anh mà mua để anh chạy dịch vụ thì anh sẽ mua luôn pin chứ anh không thuê pin nữa đúng không? Đúng rồi, mình mua luôn pin. Vì thực ra thuê pin thì các bác cũng phải cọc vào đấy 15 triệu mất rồi. Mỗi tháng lại mất 2-3 triệu tiền thuê pin nữa. Đấy. Thì mình mua luôn cho mua luôn. Bởi vì mình chạy nhiều. Đúng không? Đó thì đấy là hai cái lý do mà em thấy là cái lý do mà thứ hai ấy, đó là gần như là không mất một cái đồng nào. Chúng ta gần như là đi xe máy còn phải đổ xăng mà đi xe điện là Vin tài trợ luôn nha, không cần phải mất một tí nhiên liệu nào. Đúng rồi. Cái này là anh em mà bỏ sức ra chạy nữa thì đúng là có thể là một năm là anh em có thể thu hồi vốn nếu như mà chúng ta có hai người thay đổi lái nhau. Mình nghĩ cũng không cần hai người đâu, một bác tài mà chạy căng là cũng chưa đến một năm là xong cái xe rồi. Ok anh. Và một cái điều em rất là thích trên chiếc xe này đó là xe điện ấy, thì khi mà chúng ta ngồi chờ khách này thì chúng ta có thể bật điều hòa nhẹ nhẹ. Mà em nghe bảo là chạy mấy tiếng mới mất có 2% nếu mà chỉ chạy điều hòa không đúng không anh? Đúng rồi. Và như trước mình lái Xanh thì cái độ hoàn thiện của con V5 này nó cũng chưa được cao, nhưng mà năm nay lấy xe thì hoàn thiện nó cao hơn nhiều. Thấy cách âm cũng khá thì tốt rồi. Ok. Và nếu như mà trong cái chiếc xe mà để chạy dịch vụ thì em nghĩ là VF5 lựa chọn tốt nhất nhỉ? Không có lựa chọn nào tốt hơn. Thứ nhất là giá rẻ, thứ hai là cái quãng đường chạy được cũng rất là xa. Nếu mà cứ đi đều chân ga mà đường mà thoáng thì chắc phải đi tầm 350 đấy. 350 cây. Mà anh em nhớ nha, không mất một cái chi phí nào luôn. Đấy là điều mà tuyệt vời nhất mà em nghĩ là chắc chắn Vin bài toán này thì sẽ gần như anh em đang chạy taxi. Muốn chạy taxi thì chắc chắn 100% sẽ đổi sang chiếc xe VF5 này để chạy. Anh có nghĩ thế không? Với chương trình này thì các bác tài chỉ cần 1 năm là tiết kiệm được tiền mua pin rồi. Nếu mà bác tài chạy khá thì kiểu gì 1 năm phải tiết kiệm được 6-70 triệu tiền sạc bằng tiền quả pin rồi. Quá ok luôn. Rồi, cảm ơn anh đã qua em ủng hộ. Rồi, cảm ơn anh.